Ký ức chiến tranh. Hội cựu quân tăng cường thủ đô Hà Nội. Phần 2. Ký ức của người lính quân tăng cường thủ đô Hà Nội. Tôi là lính quân tăng cường thủ đô. Tác giả: Tạ Quang Chính, thiếu tướng, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn 48. Sau gần 5 năm học trường văn hóa quân đội, trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, đến học kỳ 2 lớp 9, niên khóa 1969-1970, tôi về học lớp 9B, trường phổ thông cấp 3, Yên Hòa B. Và đến năm học lớp 10 thì tôi vào học lớp 10A, trường phổ thông cấp 3 Chu Văn An. Hằng ngày khi đi học, tôi thường sang rủ Võ Điện Biên học cùng lớp tôi, đi bộ từ cổng sau nhà 30 Hoàng Diệu ra quảng trường Ba Đình đến trường. Lúc đó quảng trường còn rất vắng, có cái bùng binh nhỏ ở giữa, nhiều người còn tập đi xe đạp ở đó. Đi cũng chưa đến 20 phút đã tới trường. Sang học kỳ 2, tôi bị đau khớp chân phải, chân hơi bị teo, đi lại khó khăn. Tôi vẫn cố gắng học tập, nên cuối năm vẫn là học sinh tiên tiến. Và thi tốt nghiệp, tôi vẫn được điểm 10 môn toán. Cũng chưa hết năm học, đầu tháng 5 năm 1971, bạn Thanh Tròi, người miền Nam, gia đình tập kết, đã lên đường nhập ngũ và được tốt nghiệp đặc cách. Chắc phải cần tuyển nhiều quân lắm, nên lấy quân cả vào thời điểm chưa hết năm học. Đầu tháng 7 năm 1971, chúng tôi thi vào đại học. Lớp tôi có một số bạn tập trung về trường Đại học Kỹ thuật Quân sự để thi vào các trường quân đội và đi học các trường quân sự ở nước ngoài. Khi đó chưa có phong trào luyện thi, nhưng có vài bạn học thêm môn toán của mấy thầy, như thầy Vinh trong trường Chu Văn An. Tôi không lên Đại học Kỹ thuật Quân sự ôn thi như rất nhiều các bạn trai trường Trỗi, mà ở nhà để điều trị thêm về thấp khớp. Tôi cũng không tập trung ôn thi nhiều. Ngày chỉ khoảng 30 phút hoặc cùng lắm là 1 giờ đồng hồ. Cha tôi cũng rất lo vì không hiểu tôi có đủ sức thi vào đại học hay không. Xong, kết quả thi vào K16 Đại học Bách khoa Hà Nội của tôi cũng thuộc loại khá và được phân về học khoa toán lý. Sau thi cử, tôi lại có thời gian rèn luyện thể lực và suốt ngày chơi bóng bàn, bóng đá. Sau khi thi vào đại học xong, tôi thấy cha tôi rất bận bịu vì những chuyện không mong muốn. Tôi đề đạt nguyện vọng với cha tôi là được rèn luyện trong quân ngũ. Cha tôi đồng ý và cuối tháng 8 năm 1971, tôi được gọi đi khám vét đợt nghĩa vụ quân sự tháng 9. Chỉ có hai người đi khám cùng với tôi, nhưng mình tôi đủ tiêu chuẩn. Lúc đó tôi cao 1m64, nặng 47kg. Tôi cũng được biết đợt đó cũng có một số bạn trường Trỗi và trường Chu Văn An. Trong đó có ba bạn lớp chuyên toán 10K Chu Văn An. Toàn những bạn điểm thi đại học cao chót vót nhưng vẫn lên đường nhập ngũ. Khi có giấy gọi nhập ngũ, tôi cũng không có suy nghĩ gì khác các bạn cùng trang lứa. Nhưng tôi biết cha tôi suy nghĩ nhiều, vì ông là người đã đề đạt nguyện vọng của tôi sang các thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước ngày lên đường, cha tôi chỉ căn dặn hết sức ngắn gọn như tin tôi sẽ làm được. Sẽ rất vất vả, ác liệt, cố gắng. Sáng mùng 4 tháng 9 năm 1979, theo giấy gọi nhập ngũ, tôi đến sân vận động Hàng Đẫy tập trung. Tân binh đứng dưới sân, thân nhân được bố trí ngồi trên khán đài, nhưng rất nhiều gia đình đứng xung quanh chúng tôi. Sau điểm danh và xét tạm đơn vị, ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính khu Ba Đình lên phát biểu động viên. Không ngờ sau này ông chính là bố vợ của tôi, ông Nguyễn Văn Long. Kết thúc buổi tiễn, chúng tôi ra xe ca lên địa điểm đóng quân tạm thời ở Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nhiều người thân sụt sùi, các bạn trẻ giơ tay vẫy vẫy.
Một số phóng theo xe chúng tôi lên Tây Mỗ. Hôm ấy nước vẫn lụt to, xe ca bò chậm chậm hơn một tiếng mới lên đến nơi. Đơn vị tôi, ngoài mấy anh em học hết phổ thông ở nội thành như Võ Hùng, Nguyễn Mạnh Minh, Nguyễn Văn Nam, học sinh trường Trỗi, Lê Sĩ Hùng, Lê Hữu Việt Triều, Trịnh Tân Quang, Trần Huy, mới 16 tuổi, Nguyễn Trung Trinh, Bùi Văn Thọ, Danh Đức, em diễn viên Danh Thái nổi tiếng lúc đó. Còn có anh em ở Đông Anh, Thanh Trì. Trần Huy chưa đủ tuổi nhập ngũ nên phải viết đơn bằng máu mới được gọi. Sĩ Hùng thì tôi đã biết vì học lớp bên cạnh, là bí thư chi đoàn ở trường cấp 3 Chu Văn An, lớp 10B. Và hai đứa luôn đứng cạnh nhau ở cùng tiểu đội suốt từ khi tập trung. Hôm lên đường, mẹ gói cho tôi một gói đường. Tôi lẳng lặng để lại ngăn kéo tủ quần áo, sợ ở nhà đang thiếu thốn và còn các em. Lên đến đơn vị, tôi mới viết thư về để mẹ lấy ra dùng. Tôi được biên chế vào trung đội 2, đại đội 29, tiểu đoàn 48, trung đoàn 59, huấn luyện quân tăng cường. Lúc đó đã gọi là trung đoàn 59, nhưng vẫn dùng con dấu của đoàn 1867, thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô. Gọi là huấn luyện quân tăng cường vì các sư đoàn quân chủng đều tổ chức đi tuyển quân ở các địa phương về để huấn luyện. Còn Hà Nội thì huấn luyện quân rồi tăng cường cho các đơn vị có nhu cầu, kể cả các đơn vị đang trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Tây Nam Bộ B2, B5, CK. Chúng tôi không hề biết trước là sẽ được giao cho đơn vị nào. Đại đội 29 của chúng tôi đóng quân ở xóm Mon, xóm sâu nhất của xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, sát chân núi Viên Nam. Từ đó ra thị trấn Bãi Nai, khoảng 8 km. Hòm thư của đơn vị là 643118GC13. Hành quân từ Tây Mỗ lên, chúng tôi toàn đi đường nhỏ. Mỗi ngày chỉ đi chừng 20 km, ngủ nghỉ trên đường. Có đêm dừng quân trên đường cái, gần một khu dân cư nhưng cũng không nghỉ trong nhà dân. Mỗi người ngồi tựa ba lô của mình ngủ tạm. Bỗng như trong đoàn có ai mang chim vịt đi theo, lúc kêu quạc quạc, lúc hót véo von. Mãi sau mới biết, đại đội tôi có một nghệ sĩ xiếc là Tạ Duy Sơn, con cháu nghệ sĩ xiếc nổi tiếng Tạ Duy Hiền, có tài giả tiếng động vật. Lên đến đơn vị, chúng tôi mới được phát một cái chăn dạ Nam Định, dày vải và áo ấm. Mấy ngày đầu chỉ toàn học chính trị, những bài cho tân binh, rồi đẽo lựu đạn, đóng gói bộc phá giả, làm vòng ngụy trang, làm thủ pháo, giá súng. Lao động cả ngày khá mệt, nên tối đến trời lạnh, chỉ đắp một cái chăn mỏng, vẫn ngủ ngon lành. Sau 10 ngày vào quân ngũ, chúng tôi được phát phụ cấp lần đầu tiên, rồi cả đường, hai cái tem thư và thuốc lá nữa. Tôi không biết hút thuốc, nên giữ lại cho mấy anh em nghiện thuốc. Lúc đầu tôi rất thương hại mấy anh em ấy và thấy tác hại của hút thuốc. Nhưng không ngờ, chỉ ít lâu sau, tôi cũng bị nghiện. Tôi có thói quen như hồi học ở trường Trỗi, vài ngày lại viết thư về nhà một lần, nên hai con tem một tháng thì rất thiếu, nên phải viết thư về nhà để gửi lên thêm. 5 năm sống ở môi trường quân đội, trường Trỗi, tôi đã quen cuộc sống xa nhà, nhưng các bạn tôi thì khác. Như trên tôi đã kể, chúng tôi hành quân toàn đi đường nhỏ, không biết đơn vị đóng quân gần quốc lộ 6. Thế mà mấy hôm mới lên, đã có anh em lại biết ra quốc lộ 6 bắt xe về Hà Nội, trốn về nhà chơi vài ba hôm. Ngày 23 tháng 9 năm 1971, chúng tôi mới chính thức vào tập quân sự. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn làm lính phòng không hoặc hải quân để được sử dụng vũ khí hiện đại, không dám mơ làm phi công vì sức khỏe yếu. Nhưng ngay lúc đó, tôi cũng khẳng định với bố mẹ tôi là chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức. Ngày 29 tháng 9, tôi nhận liền một lúc một gói quà và hai bức thư, trong đó có 10 cái tem binh sĩ, thích lắm. Một tháng sau ngày nhập ngũ,
tôi thấy sức khỏe của mình tốt hơn hẳn. Ăn 4 năm bát vẫn chưa no, không ốm đau gì, trừ bệnh ngoài da. Tôi cân thử bằng cái cân gạo ở nhà bếp được 49 kg. Tức là nếu cân đúng, tôi đã lên được 2 kg. Sau mấy hôm quân y trung đoàn khám sức khỏe thì tôi chỉ có 48 kg thôi. Bố mẹ tôi hoặc bố bạn sĩ Hùng, bác Dương, cán bộ công đoàn thành phố Hà Nội ở 47 đội cấn, thỉnh thoảng cũng lên thăm, nên hai anh em chúng tôi cũng hay có thư, quà. Chúng tôi lại chia cho các bạn Quang, Triều và Huy. Tôi nhớ những ngày đó có nhiều chuyện buồn cười. Trần Huy có một cái răng giả trước cửa, thỉnh thoảng nó làm xiếc, lúc có răng, lúc biến mất. Thế rồi một hôm, nó cũng biểu diễn món này thì răng giả bị rơi xuống suối, mò không thấy. Phải xin về Hà Nội để làm lại. Lính gác đêm thì khá là lắm chuyện. Khi thì báo thức mới hơn 4 giờ sáng do mỗi ca trực vặn đồng hồ nhanh một chút để được bàn giao sớm. Có anh bạn gác đêm sợ ma, thấy tiếng lá xào xạc, sợ quá, hét lên. Đứng lại, người hay bò. Cả trung đội tỉnh ngủ, cười rũ rượi. Lần đầu tiên tôi được học sử dụng vật nổ, đó là đánh bộc phá. Quả thật, lúc đầu hơi run vì anh Vinh tiểu đội trưởng của tôi, nhà ở đường Hoàng Hoa Thám cạnh nhà máy bia Hà Nội, hướng dẫn lắp dây cháy chậm vào nụ xòe phải cẩn thận, nhẹ nhàng, nếu đẩy mạnh quá chạm mắt ngỗng thì dễ bị nổ mất ngón tay như chơi. Xong tôi tự nhủ phải thật bình tĩnh và hai quả tôi lắp đều ngon và nổ cả. Tôi còn bình tĩnh giữ cả hai dây xoắn trong nụ xòe để gửi về nhà làm kỷ niệm. Tôi và sĩ Hùng đều đạt loại giỏi về đánh bộc phá. Tôi cũng duy trì viết thư cho các bạn lớp 10A Chu Văn An như Điện Biên, Hứa Thắng. Tôi viết thư hỏi thăm Hứa Thắng đi bóng đá bị ngã gãy tay bên Liên Xô. Võ Điện Biên tập trung ở Đại học Kỹ thuật Quân sự, chuẩn bị đi học ở Liên Xô, cũng bị ốm. Hàng ngày, trước giờ ăn cơm chiều, tôi lại ngóng thư nhà và bè bạn. Tôi cũng vào loại hay có thư. Buổi sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 1971, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Thứ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô lên thăm, giao nhiệm vụ cho trung đoàn chúng tôi. Ngay hai ngày sau, khi có quyết định chính thức thành lập trung đoàn 59, tôi không được ra, chỉ có anh em ở tiểu đoàn 48 chúng tôi và một phần của tiểu đoàn 50 được tách ra để lập thêm một tiểu đoàn mới, là tiểu đoàn 52 được ra đón đại tướng tại sân trước trung đoàn bộ. Đây luôn là dấu hỏi về tầm quan trọng của trung đoàn 59. Vì sao quân đội ta đang từng bước hình thành các quân đoàn chủ lực mà đại tướng tổng tư lệnh lại dành thời gian đến thăm trung đoàn độc lập của chúng tôi ngay khi vừa thành lập? Đầu tháng 11 năm 1971, chúng tôi được chuyển sang ăn theo chế độ đi bê nên ăn uống đầy đủ hơn và được cấp mấy bánh lương khô 702 mỗi tuần. Nhưng lúc này trời bắt đầu rét hơn. May mà chúng tôi được cấp thêm một cái chăn dạ nữa. Những anh em sức khỏe chưa được tốt, xếp loại B1, B2, được ăn bồi dưỡng thêm đường, sữa, lương khô. Sau gần 100 ngày huấn luyện, chúng tôi vào đợt kiểm tra cuối cùng. Đáng lẽ chúng tôi được kiểm tra sớm hơn, nhưng mấy tiểu đội điểm bắn thử trước đạt kết quả kém nên phải rèn thêm. Tôi cũng chỉ ném lựu đạn xa được 30 mét, xong trúng đích, bắn súng K63 3 viên được 2.8, còn một viên không biết đi đâu. Điểm xạ 2 viên tư thế quỳ thì trúng 1, điểm xạ 2 viên tư thế đứng thì trượt cả 2. Nói chung mới đạt ở mức trung bình. Xong, đây là lần đầu bắn đạn thật. Trong tập luyện và rèn luyện kỷ luật, tôi có nhiều cố gắng nên nhiều tuần tôi được ghi tên lên bảng vàng danh dự của đại đội. Thời gian này, cha tôi đi công tác nước ngoài, nhưng do sức khỏe yếu, ông ở lại điều trị thêm một thời gian, không ai lên thăm. Còn chúng tôi bắt đầu rèn luyện đi dã ngoại, tập đào bếp Hoàng Cầm và tự nấu ăn lấy.
chỉ sau mấy bữa là nấu ăn được, thậm chí còn rất ngon và không bị khói. Để hỗ trợ cho chiến sĩ hành quân, chúng tôi được phát mấy viên thuốc bổ VIPA, nhưng tôi kiên quyết không dùng để thử sức của mình. Tôi đã leo liền hai dốc cao với ba lô 25 kg và khẩu súng K63 mà không thấy mệt lắm. Đến điểm rừng, tôi triển khai đào bếp được ngay. Ở đơn vị tôi lại ồn lên về chuyện đi ở. Nghe nói tôi sẽ được chuyển đi học tiểu đội trưởng. Đang sống quen với nhau cũng thấy xao xuyến khi phải xa nhau. Và tôi viết thư về nhà bảo bố mẹ đừng xin cho tôi đi đào tạo tiểu đội trưởng vì không đúng nguyện vọng của tôi. Nhưng nếu bị gọi thì tôi cũng hứa với bố mẹ là không trốn tránh. Trước ngày 22 tháng 12, tôi được về nhà 3 ngày. Cháu Quỳnh Chi, con chị Giao, đã hơn 3 tuổi, rất bám chú. Suốt ngày tôi ra nhà anh chị tôi ở 50 Trần Quốc Toản để chơi với nó. Ngày 22 tháng 12 năm đó, chúng tôi liên hoan to, có chút rượu nhưng tôi không biết uống. Tối hôm đó còn được xem biểu diễn của đoàn nghệ thuật xung kích Hà Nội trước khi đi chiến trường phục vụ bộ đội. Được nghe các ca sĩ Trọng Nghĩa, Thu Minh hát rất khí thế. Dịp này tôi cũng nghe anh em kể là Trung đoàn trưởng Lê Thành Nhân có tiết lộ tôi cũng có trong danh sách đào tạo tiểu đội trưởng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.